Aha! Cho Kobi bạn chơi nha.
Nih. Ah, mari. 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 Meow. Nenek. Đừng làm em sợ nha, nha, lưu ý nha. Đấy, đấy. Trời ơi. Con biết. Thôi là cô biết hôn á. Đây này bắt chí này. À bắt bắt cháy này, lưu ý này. Lưu ý. Lưu ý. Bắt cháy này. Cái bây giờ đấy. Ừ. Anh em nha, đừng làm em sợ nha. Nghe chưa? Ờ, đúng rồi. Dạ. Nghe con chơi với em mèo nha. Ờ, bắt lông cho em mèo đi. Ờ, bắt bắt chí đi. Đây, đây này, Kobi này. Kobi. Kobi đi đây. Đi đây, đi đây. Chí cho em này. Thì túi chứ có gì đâu. Túi chứ có gì đâu Kobi. Tên mèo là gì cô Bi? Bi. Là tên mèo là gì? Cho cô Bi này.
Thank you.
nè đây nè. Đây là đang cái gì nè, đây. Đó. Xem ba có cái gì vậy, ba có bạn mới cho con á. Bạn nào á? Mở ra. Đây, đây đây. Đây mở ra đi. Không mở ra đã. À, kéo ra. Đây này, đây con mở cho này. Đây, hello. Hello bạn dê. Ừ. Lại hôn này, lại hôn hôn bạn dê đi. Chú Vy lại hôn bạn dê đi nha. Hôn bạn dê nha. Đó. Lại chơi với bạn em. Đó, lại chơi với bạn dê đi. Kẻ nữa nha. Vi hôn nè, hôn em ấy. Hôn. Thấy không? Các bạn mới thấy không? Nó mận cho con mượt thế. Đẹp chí không? Nhiều không? Bên này có bên này. Hôn em ấy. Hôn. Vi hôn đi. Hôn em. Vi ra tủ lạnh lấy đồ ăn đi. Vi ra tủ lạnh lấy đồ ăn cho bạn. Đấy kia. Đấy biết đây nha. Dê không ăn nào, dê không ăn nào. Cầm cho dê ăn này, dê này. Dê cho dê này, dê đây. Dê không ăn nào, đấy. Dê cho Kobi á, này. Cho con á, Kobi đây. Cầm nó đi, cho con ăn á, này. Dê dần thôi. Đặt đây cho anh chị ăn nè. Đây đây. Đây này. Kobi ở đâu nha.
của bé. Đi nghe được chưa? Bé nói xong rồi. Thế đẹp thế của bé, thế đẹp thế. Rồi, ok, đi. Giờ hai mẹ con mình đi vô lấy sữa, pha sữa cho dê đi. Rột rột rồi này. Đấy, được được rồi đấy, hết rồi. Quy đi bớt rác cho mẹ ra nha lên. Đi ra đây mẹ, đi. Đấy. Bây giờ Kobi ngồi đây nha, mẹ cho mẹ kiểm tra sữa dê ngồi chưa nha. Con đi lại đây chơi, đợi kia chơi với dê đi. Đi đi. Cha sữa cho bé uống nè, bé. Đấy. Ê, Kobi giỏi quá. Đấy, Kobi coi mẹ cho bé uống sữa nha. Kobi phải cầm cao lên nha mẹ này nè. Bé mới uống được nha, bé uống giỏi rồi đó. Bé na rồi đó. Bé giỏi quá. Kobi nè. Kobi uống sữa nhìn đáng yêu thế. Kobi. Rồi, bé na rồi. Bé na rồi nha. Bé chơi đi. Đi chơi với Kobi đi. Đấy, Kobi đi chơi với Kobi đi kìa. Chơi với bạn đi.
hay còn uống? Bé ơi, bé uống được không? Ừ, chắc là bé chán sữa rồi. Nhưng mà bé uống cái bình sữa này là không no đâu này. Bé ơi, bé lại đây. Hay là Kobi ơi, mẹ bảo này, hay là mẹ với con đi đi hái thêm lá cho bé ăn nhá. Nhá, đi. Cái này đi với mẹ nè. Bé đợi xíu nha. Đi ra Kobi. Kobi đứng đây đợi mẹ nha. Để mấy cái lá non này bé thích này. Đấy, bé kêu kìa. Này Kobi cầm cho mẹ đi. Cầm cho mẹ. Kobi đi nè con, đi. Cho vào cho bé ăn nha. Đi. Vào cho bé ăn. Bé ơi. Kobi vào đi. Đấy, nó vào cho bé. Đấy, bé ăn nè. Đấy, giỏi không? Đây bé. Bé ăn, bé mong lớn, bé chơi với con nha. Sau Kobi hái cái ngọn cho bạn nhé. Xong rồi đây. Con cũng ăn à, mẹ cho con nhé. Cho con một ngọn này Kobi này. Bi ơi. Ăn của bé à? Hả bé? Bé cũng thích ăn lá à? Ăn lá cũng tốt mà nha.
chơi cùng với à? Hay sao? Ngồi đây nè. Cho mình xem nào. Sáng ăn sáng no chưa? Kobi ơi, mẹ bảo này. Đây là Kobi ra chơi với Dê nha. Mẹ làm xong việc nhà rồi mẹ gọi Kobi vào nha. Kobi trong tủ lạnh đang có một ít rau củ á, còn lại con lấy tủ lạnh lấy đi rồi ra ăn với Dê nha. Ồ đúng rồi, cái này là con này. Con mang ra ăn với Dê nha. Nha, ra chia cho bạn Dê nữa. Bạn Dê cũng thích ăn củ quả nha. Này, nó gạn đi đi. Này, cho con này. Con đi ăn với Dê đi.
chơi đâu rồi ta? Ra xem Kobi như thế nào nào. Dê đâu rồi? Bạn dê của con đâu? Bạn đi đâu rồi? Con không tìm thấy bạn à? Hả? Sao? Nói mẹ nghe. Bạn đi đâu mất á? Đi tìm bạn nhé. Nhá. Đi xuống này mẹ dẫn đi tìm bạn nè. Đi với mẹ. Đi nào Bi, đi mẹ dắt đi tìm dê nè. Đi. Tìm dê cho con nhá, tìm bê cho con nhá. Oh no!
Thank you.
Thank you.
Kobi, con đi mua cà rốt cho dê à. Nhưng mà không biết là dê có ăn không, nãy giờ dê có ăn không? Bé ăn cà rốt không? Ừ. Bé không ăn à? Ồ, thế bé không ăn cà rốt rồi. Mẹ hái lá cho bé này. Bé. À bé. Bé ơi. À bé. Này con. À bé. Bé không ăn cà rốt rồi, bé chưa biết ăn cà rốt rồi. Ê, cô Bi ăn cà rốt đi. Mẹ cầm lá cho bé ăn nhé. Con đi mua cà rốt cho bé mà bé không ăn à? Hả? Con ăn đi. Mẹ bút lá cho dê này. Đấy, ăn đi, con ăn đi. Đấy, dê chỉ biết ăn lá thôi cô Bi ạ. Hôm sau con muốn cho bạn ăn thì con chỉ cần lấy lá là được, lấy lá nha bùn này là được nha. Bạn không ăn cà rốt của con đừng có buồn nha. Để cho con này con ăn đi. Cho con ăn đi nha. Chị giỏi quá, đi ăn mau lớn cho Kobi nha. Aha!
Đi đâu á? Hả? Đi đâu? Con đưa mẹ đi đâu? Mom cũng không hiểu chuyện gì nè. Sao mà cứ níu mẹ ra? Bây giờ Kobi lôi mẹ ra đây là để mẹ cắt thanh long đúng không? Đúng không? Hả? Phải không? Phải không? Cắt thanh long cho vịt ăn à? Hả? Ôi, thanh long Kobi mua ngon đấy. Thôi để cắt cho vịt ăn nhá. Nhá. Thế ngồi đây với Mon này. Rồi mẹ cắt, rồi mẹ vô lấy dao với dĩa mẹ cắt rồi mẹ cho bạn vịt ra ăn với hai đứa nha.
đưa bên dưới đây mày cắt cho. Mày đi rửa bên dưới nha. Nào, đây đây. Tụi ngồi ra con chơi nha. Mày xếp nó cái mày đầu mày đi rửa bên dưới nha. Ê, ngồi dậy chơi đi con. Ghen tị với bạn Việt đúng không? Việt có Kobi chăm sóc nên là Mon thấy là Mon ghen tị đúng không? Ừ. Thấy không Mon? Mon buồn như thế đúng không? Không sao, chị Kobi ôm em mà nhỉ? Chị Kobi thương em đi con. Em buồn á. Em thấy con chăm sóc Việt thì em buồn á. Nào, ngồi đây nào. Đây, ngồi đây nha. Ngồi đây, ngồi đây. Đi ngồi đây. Bi thương Mon không? Nào, bi thương Mon để cái Mon buồn này. Thank you.
chắc là Ali đi tìm con Ali lắm rồi đấy. Nào hai đứa hư lắm nha. À, hai đứa phải đi xuống xin lỗi Ali đi. Nghe không? Nghe không? Tí nữa mẹ bây giờ mẹ đem mẹ con xuống cho Ali xong rồi tí nữa hai đứa phải xuống xin lỗi Ali nghe chưa? Nhớ không? Không có được đem mèo con lên đây. Hai đứa thích chơi với mèo con hả? Để khi nào mà mèo con lớn lên rồi mới được chơi nghe chưa? Nghe chưa? Kobi nhớ chưa? Kobi. Nghe nhớ chưa? Ừ. Ngon nữa nghe chưa? Nào bây giờ hai đứa ngồi đây để mẹ đem bốn mèo con xuống cho Ali nào cho để Ali đi tìm này. Rồi xuống đây. Ngon đi, ngon ngồi đây. Rồi Kobi ngồi đây cái con này. Nhớ mẹ dặn nghe chưa? Ôi dồi ôi. Mày đưa em xuống đây nha. Ali ơi. Trời ơi, Ali ơi, con buồn lắm hả? Ali, con buồn hả? Này, mày đưa mày con ra con này. Ôi, thương thương. Ôi, nhầm đây nha. Đấy, con đi tìm con hả? Kobi với lại con hư đi. Để tí nữa mày trách hai đứa nó nha. Để mẹ dặn Kobi với con là không được lấy mẹ con nữa nha. Ali khóc nha. Thương Ali quá. Tại vì Kobi với con muốn chơi với mẹ con nó ha. Nha, con đừng giận nha. Đừng giận Kobi với con nha. Mẹ thương nha. Nha, mẹ bảo hai đứa xin lỗi con nha. Nha, mẹ thương nè. Làm cho con bú nè. Rồi, cho mẹ con bú nha. Rồi, em bé ơi. Em bú nha, em bú nè. Đấy, cho em bú mẹ nha. Đấy, đúng rồi, giỏi quá, yên tâm nhé. Đấy, đây nè. Rồi, giỏi quá. Bữa sau mà hai đứa còn lấy mẹ con đi là mẹ phạt nha. Mẹ phạt hai đứa luôn nha. Mẹ bảo vệ cho Ali mà nha. Thank you.
Thank you.